Đội tuyển bóng chuyền lúc này thì đang thi đấu ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup ống nhựa hoa sen năm 2018 và chúng ta sẽ cùng đến với kết quả thi đấu trong ngày thi đấu thứ hai. Trong ngày thi đấu thứ hai, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện một phong độ ấn tượng. Các cô gái của chúng ta đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội Đại học Hokkaido của Nhật Bản sau 3 set đấu. Ở set đầu tiên, chúng ta giành chiến thắng với tỷ số 25-8. Sang set thứ hai, mọi chuyện không có gì khác biệt khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số là 25-7. Ở set đấu quyết định, dù đối thủ đã chơi rất nỗ lực nhưng mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thể hiện đẳng cấp của mình và chỉ cho đội tuyển bóng chuyền Hokkaido ghi được điểm số thứ 9. Thắng chung cuộc 3-0 thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng thứ hai tại giải bóng chuyền VTV Cup ống nhựa hoa sen năm 2018. Sau ngày hôm nay thì các đội tuyển sẽ được nghỉ một ngày trước khi bước vào các trận đấu tiếp theo vào ngày 8 tháng 8.